Xin chào các bạn. Các bạn nhìn thấy ở trên bàn của mình hôm nay có một con tôm hùm rất là to. Mình muốn giới thiệu đến với các bạn món tôm hùm rang với cả tỏi tây. Rất là tuyệt vời, một món tôm hùm rang nổi tiếng của Hồng Kông. Và ngày hôm nay mình đã chuẩn bị sẵn ở đây một con tôm hùm. Con tôm hùm này của mình gần 1,5 cân. Và chuẩn bị 6 thanh cua. Ở đây mình có làm tỏi tây, mình sử dụng một cây tỏi tây mình thái chéo ra như thế này, và một nhánh gừng mình cũng thái lát, nửa củ hành tây tím mình cũng thái sợi ra như thế này. Gia vị tiếp theo đi kèm gồm có rượu xào, món tôm hùm rang tỏi tây của Hồng Kông không thể thiếu món rượu xào này nhé các bạn. Tiêu, dầu ăn, tinh bột khoai tây, tỏi băm ngâm dầu, chúng ta dùng cái dầu tỏi này chúng ta xào với cái thịt tôm hùm rất là ngon và thơm. Một chút bột canh và một chút mì chính. Sau đây mình sẽ chặt cái con tôm hùm này ra. Con tôm này nó khá to các bạn ạ. Mình đã rửa sạch. Và bây giờ mình sẽ lấy cái giấy này mình thấm khô phần nước của con tôm này đi. Ngoài món tôm hùm thì ra tỏi tây này thì tôm hùm rất là bổ dưỡng để làm các món ăn giống như là tôm hùm hấp, rồi tôm hùm nướng bơ tỏi, hoặc là tôm hùm ra tỏi tây như ngày hôm nay. Và các bạn có thể nấu cháo cũng như là các bạn làm những món gì mà từ tôm hùm thì rất là ngon nhé. Trước tiên là mình sẽ chặt cái phần chân của con tôm hùm này ra. Mình sẽ chặt cái phần đầu chân của con tôm hùm này. Thì chút nữa mình lấy cái chân con tôm hùm này mình bày vào đĩa cho đẹp. Nó vẫn còn sống mà nó dẫy. Các bạn chặt, nếu mà các bạn muốn trang trí cái con tôm hùm này cho đẹp ấy, thì các bạn chặt cái 8 cái chân của nó các bạn chặt ra. Và cái phần càng này thì các bạn cũng sẽ cắt cái phần càng của con tôm này ra, các bạn cắt vào đúng cái khớp của con tôm nhé. Đây là cái càng to của con tôm. Và tiếp cái càng thứ hai, các bạn cũng cắt cái càng thứ hai ra. Bỏ cái cọng chun ở đây đi. Tiếp đến cái con tôm phần đầu này thì mình sẽ lấy cái con dao nhỏ, mình lọc ở cái phần da đầu này của nó như thế này. Bởi vì mình muốn bày vào cái đĩa trang trí cho nó đẹp của con tôm này thì mình sẽ lọc cái phần đầu này ra. Còn nếu mà không muốn trang trí đẹp thì các bạn có thể chặt con tôm ra luôn và các bạn không cần phải lọc lấy cái phần đầu này nữa.
Đây là phần thân mình sẽ để đây. Đầu cuốn tôm mình sẽ bóc ra. Cái phần đầu này và cũng như là 8 cái chân, 2 cái càng mình sẽ mang đi mình hấp. Khi chúng ta tách cái phần vỏ đầu ra, chúng ta để đây. Và cái phần đầu của con tôm này thì mình cũng sẽ chặt ra. Tiếp tục là 2 cái càng. Mình sẽ bổ đôi phần con tôm này ra, cái phần đầu. Chúng ta cứ để nguyên cái chân nhỏ để liền với cái miếng thịt này, chúng ta chặt ra. Phần cái càng phía trong chúng ta cũng cắt ở cái phần khớp, chúng ta chặt cái phần khớp ra cho nó dễ. Và sau đó chúng ta lại bổ dọc cái phần càng ra. Ta lấy sống ra chúng ta đập dập ra cho nó cái thịt nó khi mà nó chín ấy, thì nó sẽ long ra, nó sẽ dễ lấy hơn. Tiếp đến là phần thân của con tôm. Thì mình sẽ chặt cái phần đuôi trước tiên. Và mình sẽ lấy cái phần đuôi này mình cũng mang đi hấp để chút nữa chúng ta bày đĩa. Còn thân con tôm thì chúng ta cũng xẻ đôi ra. Chúng ta chặt đôi cái con tôm này, phần thân này ra. Và rồi cuối cùng cũng đã chặt xong cái phần thân con tôm này. Thịt nó rất trắng và chắc, tươi ngon. Các bạn mua tôm hùm thì các bạn nên chọn con vẫn còn tươi sống thì thịt nó rất là ngọt và chắc. Nếu các bạn sử dụng tôm đông lạnh thì thịt nó sẽ kém tươi, kém ngon đi. Và phần càng to của con tôm thì mình sẽ đập dọc ra. Mình chỉ cần đập dọc ra như thế này. Để chút nữa chúng ta ăn thì chúng ta sẽ dễ lấy cái càng của nó ra. Đây là càng con tôm mình đã đập xong. Trước khi ướp thịt tôm thì mình có chuẩn bị sẵn một cái nồi hấp ở đây. Mình xếp hai cái càng của tôm này vào trong lồng hấp cũng như là cái vỏ đầu của con tôm. Mình cũng sẽ cho vào đây, cũng như là đuôi con tôm và 8 cái cẳng chân. Mình cũng xếp vào đây để mang đi chúng ta hấp. Trước tiên ướp cái phần tôm thì cái phần thanh cua này các bạn để giã đông và lột cái phần giấy bóng ở ngoài đi. Các bạn có thể rang cùng với tôm hùm, thanh cua cũng như là cái loại tôm nhỏ nữa. Nhưng mình hôm nay mình không cho tôm nhỏ và mình chỉ cho cái thanh cua này thôi. Thanh cua mình chia ra làm 3 đoạn, mình cắt chéo ra như thế này và mình sẽ để riêng ở đây. Còn về phần tôm hùm thì mình sẽ cho vào đây khoảng nửa muỗng cà phê bột canh. Bởi vì tôm hùm đã có vị mặn của biển rồi cho nên mình chỉ cho chút xíu thôi. Nửa muỗng cà phê mì chính. Một chút tiêu xay.
và khoảng 2 muỗng canh rượu xào nhé các bạn. Chúng ta xóc đều cái phần thịt tôm mùm này lên. Chúng ta để 10-15 phút cho thịt tôm mùm nó ngấm cái gia vị cũng như là rượu để cho thơm phần thịt tôm. Khi tôm hùm đã ướp được 15 phút thì mình đã bắc một nồi dầu nóng trên bếp. Chúng ta đun cho dầu thật nóng. Mình cho nửa lít dầu vào cái nồi đó. Và cái phần tôm hùm mình sẽ cho vào đây khoảng nửa muỗng canh tinh bột khoai tây. Và các bạn xóc đều lên cho cái phần bột nó rơi bớt đi. Như thế này là đã được rồi. Dầu trên bếp đã nóng rồi và bây giờ mình cho phần tôm này vào. Sở dĩ các bạn nên cho tinh bột khoai tây vào tôm thì để cái bột khoai tây nó bao vào cái phần tôm này, nó sẽ không bị mất nước và cũng như là làm cho cái thịt tôm của chúng ta rất là ngon. Và bây giờ mình sẽ cho cái phần tôm này vào đây. Dầu đã nóng rồi, chúng ta đổ hết vào luôn một lúc và chúng ta trao dầu cho chín tôm. Chúng ta đảo liên tục để cho tôm nó được chín đều. Thì tôm rất là nhanh chín các bạn ạ. Các bạn chắc chỉ đảo khoảng độ 3 phút thôi là thì tôm đã chín rồi. Chúng ta không nên nấu lâu quá thì thịt tôm nó sẽ bị khô đi. Wow, rất là ngon. Màu tôm rất là đẹp. Mùi rất là thơm. Thơm nức luôn các bạn ạ. Và tôm bây giờ đã đủ thời gian, đã chín rồi. Thì bây giờ mình sẽ vớt cái phần tôm này ra cái rổ mà có lót giấy thấm ở dưới này. Chúng ta vớt tôm ra để cho nó thấm dầu nhé các bạn. Thì tôm rất là trắng, rất là ngon. Và bây giờ mình sẽ tắt bếp đi để chúng ta bỏ cái nồi dầu này ra. Và khi chúng ta vớt tôm ra, chúng ta lấy một cái chảo và chúng ta sẽ cho dầu tỏi vào đây. Mình sẽ múc vào một muỗng canh dầu tỏi. Tiếp đến mình cho phần gừng, hành vào trước, chúng ta phi thơm lên. Nếu các bạn ăn cay mà nhà không có trẻ nhỏ thì các bạn cho một muỗng cà phê sa tế vào đây, các bạn xào lẫn với gừng, hành và phi tỏi cho thơm như thế này và các bạn đổ tôm vào. Lúc này chúng ta chỉ cần đảo sơ qua thôi để cho cái tôm của chúng ta thơm cái mùi tỏi cũng như là gừng, hành. Chúng ta chỉ xào tôm thêm một phút nữa thôi vì thì tôm đã chín khi mà chúng ta đã xào dầu rồi. Thì tiếp đến mình cho phần lá tỏi tây vào. Wow, rất là thơm, hấp dẫn các bạn nhé. Chúng ta chỉ đảo thêm một tí xíu nữa là chúng ta cho phần tôm này ra, chúng ta bày đĩa. Và cuối cùng chúng ta sẽ cho vào đây thêm 2 muỗng canh rượu xào nữa các bạn nhé. Nếu như ở nhà hàng thì cái chảo này nó sẽ là chảo sâu lòng và lửa sẽ rất là lớn để chúng ta xào cái món tôm này nó mới ngon được. Rất là thơm, rất là tuyệt vời rồi. Và bây giờ mình sẽ tắt bếp để cho phần tôm này ra đĩa. Chúng ta quay trở lại bàn nhé các bạn. Và đây là tôm rang tỏi tây đã xong rồi và mình để đây. Ở trong này là cái phần càng tôm
cũng như là đuôi tôm hấp. Thì mình sẽ vừa hấp xong mình sẽ lấy cái phần đầu này ra đây. Wow, rất là nóng. Mình đã chuẩn bị sẵn một cái đĩa để bày cho tôm. Các bạn cho cái phần đầu này lên trước. Wow, cái càng rất là đại, to đại luôn. Rất là nóng. Rất là nóng các bạn nhé. Và cái càng bên này, chúng ta bày hai bên càng, hai đầu. Wow. Và phần dưới này là đuôi tôm, mình cũng sẽ để đây. Mình bày mấy cái càng nhỏ của con tôm. Mình bày xung quanh như này để chúng ta tạo hình cái con tôm. Wow. Rất là đẹp. Đủ 8 cái càng. Và như vậy cái phần trang trí phần đầu của con tôm đã xong. Và bây giờ mình sẽ đổ cái phần thịt tôm này vào. Chúng ta cũng bày vào đĩa. Rất là hấp dẫn các bạn ạ. Mùi rất là thơm. Trang trí một ít hành tỏi tây vào đây. Và như vậy đã xong tôm hùm rang tỏi tây kiểu Hồng Kông ngày hôm nay của mình. Rất ngon và rất bắt mắt. Khi mà chúng ta, nhà chúng ta có khách cũng như là có tiệc thì các bạn làm món này để chiêu đãi bạn bè cũng như là ra cùng với gia đình của các bạn. Chúc các bạn thành công với món tôm rang kiểu Hồng Kông ngày hôm nay của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.